Cùng anh chị em tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu hiện ra với 11 môn đệ và phán: các con hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ, ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy họ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm đắng trong tay, và nếu uống phải chất độc thì không bị hại. Họ đặt tay trên những người bệnh và bệnh nhân sẽ được lành mạnh. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, chắc có lẽ biến cố mà Phao-lô ngã ngựa là một biến cố để lại trong vị thánh này nhiều cái dấu ấn. Và từ khi bị ngã ngựa ở Damas, như chúng ta được nghe Ngài nói với dân chúng, thì Ngài không bao giờ quên biến cố này. Một biến cố mà chắc có lẽ nếu có gặp Chúa Giêsu khi Ngài về trời thì chắc có lẽ Chúa Phao-lô vẫn cứ nói với Chúa Giêsu về cái biến cố này và kể lại cho các thánh ở trên trời nghe, cho các tông đồ đoàn về cái sự kiện mà Ngài bị té ngựa ở Damas khi Ngài đi bắt bớ các Kitô hữu sơ khai. Chúng ta mừng lễ Thánh Phao-lô tông đồ trở lại, chúng ta không chỉ dừng lại ở biến cố Phao-lô bị ngã ngựa, nhưng ở đây tôi mời gọi ông bà anh chị em chúng ta nhận ra được hai nét này. Thứ nhất là con người Phao-lô trước khi được Đức Giêsu Kitô gọi là tông đồ thì Ngài là một người tội lỗi, tội nặng, tội trọng, tội giết người, tội bắt hại đạo. Và sau cái biến cố ngã ngựa ấy, Ngài cứ lặp đi lặp lại cái quá khứ của mình như để bộc bạch cái con người tội lỗi mà Phao-lô đã mang vác trước đây. Trong bản văn hôm nay chúng ta thấy với công vụ tông đồ, Phao-lô nói với dân chúng: tôi đã bắt bớ giết chóc đạo này, xiềng xích bỏ tù cả đàn ông lẫn đàn bà, không loại trừ bất kỳ một ai mà Phao-lô không bắt, lớn bé già trẻ bắt tất, bắt để minh chứng mình có quyền, bắt để minh chứng rằng đạo mà ông Giêsu ông mới thành lập là một cái đạo gian dối, cái đạo không đáng tin. Vì Phao-lô đã nhận được chứng minh thư của các thượng tế và toàn thể hội đồng kỳ lão trao cho Ngài cái minh thư đấy, cái chứng minh thư đấy. Tôi nghĩ rằng Phao-lô là một trong những người cũng dữ dằn chứ không phải đơn giản đâu. Rồi trong thư Galat, mở đầu thư Galat, Ngài cũng lập đi lập lại cái quá khứ của mình. Chúng ta nghe đoạn thư của Galat, Ngài viết hay lắm. Ngài viết như thế này: thật vậy thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết, tin mừng tôi loan báo không phải là do loài người, vì không có ai trong loài người truyền lại hay dạy cho tôi chi tin mừng ấy, nhưng là chính Đức Giêsu Kitô đã mặc khải. Anh em hẳn đã nghe nói tôi ăn ở thế nào trước kia trong đạo Do Thái. Tôi đã hăng say bắt bớ và những muốn tiêu diệt hội thánh của Thiên Chúa. Trong việc giữ đạo Do Thái, tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi.
Hơn ai hết tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông. Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng cho tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. Người đã đoái thương Mạc Khải con của Người cho tôi, để tôi loan báo tin mừng về con của Người cho dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên, cũng chẳng lên Jerusalem để gặp các vị đã là tông đồ trước tôi. Nhưng tức khắc tôi sang xứ Ả Rập, rồi trở về Damas. 3 năm sau tôi mới lên Jerusalem diện kiến ông Kê-pha và ở lại với ông 15 ngày. Tôi đã không gặp một vị tông đồ nào khác ngoài ông Gia-cô-bê, người anh em của Chúa. Viết cho anh em những điều này, tôi cam đoan trước mặt Thiên Chúa là tôi không nói dối. Sau đó tôi đến miền Syri và miền Kilikia. Nhưng lúc ấy các hội thánh Đức Kitô tại miền Giu-đê không biết mặt tôi. Họ chỉ nghe nói rằng người trước đây bắt bớ chúng ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông vẫn muốn tiêu diệt. Và vì tôi họ tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta thấy Phao-lô bộc bạch rất là hay về con người của mình. Nhưng ở đây chúng ta thấy cái nét là khi mà Phao-lô được trở lại để trở thành tông đồ, thì ông bị xóa đi, ông được xóa đi tất cả những gì là mù tối khi ông còn nằm ở trong con người tội lỗi ấy. Chúng ta thấy cái hình ảnh mà Phao-lô không nhìn thấy gì, nói lên cái quá khứ của ông, của ngài không biết Đức Giê-su Kitô, không nhận ra điều mình làm là sai trái. Nhưng sau khi té ngựa và được Anania thanh tẩy, cái miếng vẩy rơi từ trong mắt của Phao-lô ra, thì lúc đấy Phao-lô mở mắt và thấy việc mình làm là sai trái, và việc theo Đức Giê-su Kitô, lắng nghe lời Ngài, làm chứng cho Ngài là sự chân thật. Và từ đó Phao-lô bước theo con đường mà Đức Giê-su Kitô đã chọn gọi Ngài. Điểm thứ hai chúng ta tìm thấy ở trong thánh lễ hôm nay, đó là quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa. Quyền năng, sức mạnh khôn ngoan của Thiên Chúa chọn gọi một người tội lỗi. Để từ sự chọn gọi một người tội lỗi như Phao-lô mà người ta biết danh của Thiên Chúa để ca tụng và tôn vinh Ngài. Chúng ta thấy cái câu kết của thư Damas mà hồi nãy tôi đọc. Mọi người đều nói rằng cái ông Phao-lô này ngày xưa bắt bớ chúng ta, mà bây giờ ông lại giảng về Đức Kitô. Và vì tôi họ tôn vinh Thiên Chúa. Qua cái việc chọn gọi của Đức Giê-su Kitô từ một con người tội lỗi đấy, mà dân chúng tôn vinh Thiên Chúa là đấng khôn ngoan, quyền năng và sức mạnh đã đưa những con người tội lỗi trở về con đường ngay chính, biến Phao-lô trở thành có thể là tội đồ của giáo hội, trở thành một thánh nhân, một người làm chứng cho Đức Giê-su Kitô. Và xuyên qua thánh lễ ngày hôm nay, tôi mời gọi ông bà anh chị em cùng tôi nhìn lại con người của mình. Chắc có lẽ biết bao nhiêu lần mình cũng bị Chúa quật ngã ngựa đấy. Khi chúng ta phạm tội, Chúa giáng cho chúng ta nhiều cái dấu chỉ, hoặc là Chúa cũng quật ngã chúng ta khi chúng ta đang phạm tội, khi chúng ta đang trong tội lỗi. Đôi khi chúng ta không nhận ra cái ánh sáng của Chúa, chúng ta vấp váp trên đường đời, Chúa cũng tìm cách để Chúa lôi kéo chúng ta lại. Tôi mời gọi bạn chị em như Phao-lô, chúng ta tỉnh thức, chúng ta biết nhận ra ánh sáng của Chúa mỗi khi chúng ta phạm tội. Ngài đang đánh động trong tâm hồn của chúng ta, và cũng từ đó chúng ta trở về với con người của mình, tắm gội trong ơn thánh của Chúa để chúng ta gột rửa tội lỗi của mình. Và khi chúng ta từ một người tội lỗi trở thành một người thánh thiện, bỏ đi tất cả những tính hư nết xấu, bỏ đi những cái điều không tốt, ngược lại với giáo huấn của Đức Giê-su Kitô, thì không phải chỉ một mình chúng ta được ơn cứu độ, không phải chỉ một mình chúng ta được làm thánh,
Nhưng mà tất cả mọi người nhìn thấy chúng ta trở về với Chúa thì họ tôn vinh Thiên Chúa là đấng quyền năng, khôn ngoan và sức mạnh đã đưa ơn của Ngài cho người tội lỗi ấy, để người tội lỗi trở về con đường thánh thiện. Đó là điều mà chúng ta mừng lễ của Phao-lô trở lại ngày hôm nay. Xin cho mỗi người chúng ta đừng quên dấu ấn của Phao-lô, cũng đừng quên dấu ấn trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, mà mỗi khi chúng ta bị quật ngã ngựa như Phao-lô khi chúng ta phạm tội, thì xin cho chúng ta luôn nhớ mãi biến cố ấy, để chúng ta luôn trở thành những con người tốt và sống thánh thiện như Phao-lô.